Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tiếp theo mối làm ăn tỷ đô với tập Phạm Minh Chính lại vung kiếm dọa hộ cấp. Có lẽ ông Phạm Minh Chính muốn học cách của ông Nguyễn Phú Trọng về cách thâu tóm quyền lực và tạo dựng vây cánh cá nhân. Thân tàu là bước đầu tiên cũng là phương pháp có nòng cốt xuyên suốt thời gian nắm quyền ở vị trí tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Thời ông Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm đầu tiên sang Bắc Kinh vào năm 2012, cũng là lúc mà ông Phạm Minh Chính đã nắm chức Tổng Bí thư Quảng Ninh được một năm, và ắt hẳn bước đi lúc đó của ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm cho ông Phạm Minh Chính hiểu ý. Và lúc đó được ông Nguyễn Tân Dũng yêu cầu thực hiện dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn. Vừa có tấm gương Nguyễn Phú Trọng, vừa có cơ hội do Nguyễn Tân Dũng chào trò, Phạm Minh Chính vỡ ngay cơ hội và làm theo khuôn mẫu của Nguyễn Phú Trọng, học tập phương cách của Trung Quốc. Chính vì vậy, vào năm 2013, ông Phạm Minh Chính đã kết nối phía Trung Quốc cùng với kiến trúc sư trưởng dự án Vành đai và Con đường Đào Nhất Đào thực hiện tham vọng của mình. Kết quả là sau đó ông được vào Bộ Chính trị và nắm chức trưởng ban tổ chức Trung ương đầy quyền lực. Thành quả này ngay tức khắc khi ấy đã lấy bài học và bàn đạp cho sự nghiệp của ông. Cái hay của ông Phạm Minh Chính là ông ta biết ngay chiến thuật của Nguyễn Phú Trọng là có ích cho sự nghiệp ngay khi Nguyễn Phú Trọng chưa thành công. Và năm 2016 đánh dấu cú lật kèo ngoạn mục của Nguyễn Phú Trọng trước đối thủ nặng ký Nguyễn Tân Dũng. Thì thời gian này cũng chứng kiến sự thành công của ông Phạm Minh Chính sau 2 năm kết nối tạo quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh. Và có thể nói từ đó những bước đi của Nguyễn Phú Trọng đều được ông Phạm Minh Chính làm theo y hệt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã dạy cho Phạm Minh Chính cách đoạt quyền lực. Nguyễn Tân Dũng đã trao cơ hội cho Phạm Minh Chính để tiếp tục làm điều này. Được biết, ông Nguyễn Phú Trọng có hai chiến thuật lớn. Đó là ông ta đã tạo ra mối quan hệ tốt với Bắc Kinh để tạo quyền lực cho mình. Từ quyền lực và sự giúp đỡ từ ngoại bang đấy, ông ta đã ra tay diệt trừ phe cánh đối nghịch trong nước, tạo thế độc tôn và loại bỏ Nguyễn Tân Dũng ra khỏi chính trường. Nói theo ngôn ngữ dân gian thì cầu viện ngoại bang để ra tay dẹp cỏ nội bên trong. Đó là chiến lược rất rõ ràng mà ai cũng có thể nhìn thấy. Với những ký kết liên tục với Trung Quốc thì ông Nguyễn Phú Trọng đã làm được điều đó. Và chẳng lẽ ông Phạm Minh Chính không nhìn thấy điều này? Thực ra phát hiện ra kế sách của ông Nguyễn Phú Trọng từ rất sớm cho thấy ông Phạm Minh Chính là con người thông minh và nhanh nhạy. Ông đã đọc được ông Nguyễn Phú Trọng khi mà những đồng liêu của ông chưa hề nhìn thấy điều đó. Và kết quả là Phạm Minh Chính đã vượt qua tất cả trong số họ để chiếm giữ chiếc ghế thủ tướng ngay khi chiếc ghế này còn dính chặt trong tay của Nguyễn Xuân Phúc. Nắn gân là dấu hiệu buộc bên dưới phải phục tùng, dấu hiệu của một chính sách thanh trừng trong tương lai. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2021, báo Tuổi Trẻ đăng bài viết ông Phạm Minh Chính kỷ luật nhiều người chẳng vui vẻ gì nhưng phải làm. Cách nói ông Phạm Minh Chính khá khôn khéo. Ông ta nói lời xoa dịu, vừa đe dọa để ai hiểu ý như thế nào thì hiểu. Sắp tới ông ta nắm trong tay 4 ủy viên Bộ Chính trị, rất nhiều ủy viên Trung ương Đảng với 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 11 cơ quan trực thuộc với thực quyền rất lớn. Nắm hết quyền quản lý kinh tế và xã hội của đất nước thì tất nhiên ông Phạm Minh Chính phải biết cách tạo vây cánh cho mình. Và bằng cách nào đó ông đã phải làm thuộc hạ, phải phục tùng ông bằng mọi cách. Cuộc chơi đã đổi ngôi nhưng thuộc hạ cũ của Nguyễn Xuân Phúc giờ cần phải hiểu chuyện với ông Phạm Minh Chính. Đó là điều cần thiết. Bài báo vừa đăng là một tín hiệu nói đến các thuộc hạ đó phải biết làm thế nào thì phải đạo với người chủ mới này. Câu nói rằng công tác xây dựng đảng đã góp phần quan trọng để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, làm cho đảng đoàn kết, thống nhất, trong sạch hơn, vững mạnh hơn, tạo dựng và củng cố niềm tin trong nhân dân. Là câu nói quen thuộc của Nguyễn Phú Trọng. Bề ngoài thì đó là việc làm trong sạch đảng, nhưng bên sâu bên trong đó là công cụ thanh trừng lẫn nhau. Bởi đơn giản nếu soi hết thì không quan chức nào của đảng là không dính chạm, không tham nhũng cả. Việc làm trong sạch ấy là làm cho có lựa chọn. Kẻ không trong sạch, phe đối thủ thì phải loại bỏ,
còn kẻ không trong sạch phe ta thì lờ đi. Điều đáng nói là câu nói ấy giờ lại được thốt ra từ miệng ông Phạm Minh Chính. Ông ta đã dùng đúng chiêu bài mà Nguyễn Phú Trọng đã dùng trước đây. Thêm nữa là từ khi có tin Phạm Minh Chính nắm chức thủ tướng thì nhiều báo chí đã lên tiếng báo cho rằng chính báo chí đã bị Phạm Minh Chính kiểm soát. Vì sao lại như vậy? Vì nếu xét kỹ sẽ thấy báo chí là một thành phần quan trọng trong chiến lược răn đe và đe dọa các đảng viên thuộc cấp dưới. Đây là hình ảnh, nội dung bài báo cho thấy ông Phạm Minh Chính đang kiểm soát tốt báo chí. Vào ngày 27 tháng 3, còn một tuần nữa là đến ngày nhậm chức thủ tướng. Ông Phạm Minh Chính trong vai trò trưởng ban tổ chức trung ương đã lên tiếng nắn gân đảng viên các cấp. Ông vận dụng tối đa công cụ của đảng để nói về vấn đề xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng. Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của 1 triệu đảng viên trên cả nước, chắc chắn đa phần trong đó sẽ thuộc diện quản lý của chính phủ trên khắp nơi. Ông Chính cho rằng trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhanh, khó lường, khó dự đoán, nhưng công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng được các cấp đặc biệt coi trọng. Hay nói đơn giản là vấn đề dân chủ và sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây làm cho đảng phải đặc biệt coi trọng. Sau đó, ông cũng nói về quan trọng nhất, đó là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, một công cụ lợi hại để thanh trừng đối thủ. Sau khi nắn gân thì đến xoa dịu. Nói về chống tham nhũng là hành động nắn gân. Sau nắn gân, ông lại tiếp tục có những hành động khác nhằm để cho đối thủ của mình chưa biết đâu mà lần. Ông Chính quả là cao thủ, không thua gì ông Nguyễn Phú Trọng. Và ông Chính đã nói kỷ luật đảng viên, kỷ luật nhiều người chúng ta chẳng vui vẻ gì. Nhưng trong điều kiện đất nước ta, tình hình suy thoái như vậy, chúng ta phải làm. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã kiểm tra 265.000 tổ chức đảng và trên 1,1 triệu đảng viên, kỷ luật 1.300 tổ chức và gần 70.000 đảng viên. Công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, khi tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng tăng từ 26% năm 2016 lên 38,43% vào năm 2020. Nói thật, nếu quan chức nào dưới quyền Phạm Minh Chính mà đang dính tham nhũng thì ắt phải thấy lo âu về những con số thống kê như vậy. Đọc con số, những vị chưa bị lộ ắt hẳn sẽ rất lo, sẽ đến lượt mình. Thực sự, đây là một lời nói xoa dịu, nhưng trong lời nói ấy lại có dấu hiệu viên đạn bên trong, nên ai cũng phải ngán ngại. Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng, công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng được đặc biệt chú trọng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vấn đề khó, phức tạp được đặt ra, thực hiện nhiều năm trước, nhưng chưa thực hiệu quả thì nay đã đạt kết quả. Ông Phạm Minh Chính cũng cho hay, trong thời gian ông làm trưởng ban tổ chức trung ương, thì ông đã ra tay tinh giản được 4 đầu mối trực thuộc trung ương, 97 đầu mối trực thuộc tỉnh, 6 đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm trên 10.000 cấp trưởng, cấp phó, v.v. Về tinh giản biên chế, số người làm việc hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách giảm 500.000 người, tức là giảm 15% so với tháng 4 năm 2015. Nhờ vậy, giảm được 0,85% chi thường xuyên vào năm 2019 so với năm 2017, tức là có 10.000 tỷ đồng mỗi năm, song vẫn phải đảm bảo tăng lương cơ bản cơ sở 7% mỗi năm. Thực sự, đây là cảnh báo cáo thành tích rất đẹp, tuy nhiên nó cũng cho thấy bàn tay sắt của ông Chính đã thọc rất sâu từ trung ương đến địa phương. Ai dám chắc khi lên nắm thủ tướng, ông không thực hiện thêm được thanh lọc như thế để củng cố quyền lực của mình, và tất nhiên các đối thủ của ông phải lo sợ. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, một nhân vật làm nhiều đảng viên thuộc cấp phải sợ. Để kéo dài công tác thanh lọc từ thời làm trưởng ban kinh tế đến thời làm thủ tướng sắp tới, ông Phạm Minh Chính đã nói rằng các hạn chế cần khắc phục được ông Chính nêu ra, như thể chế hóa nghị quyết còn chậm, tổ chức thực hiện vẫn còn khâu yếu, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch có lúc có nơi còn bị động, thiếu sắc bén. Đặc biệt tình trạng suy thoái vẫn diễn ra phức tạp, tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa là vấn đề còn nhức nhối, cần tiếp tục kiên trì hơn nữa. Việc nâng cao lãnh đạo, sức chiến đấu, một số bộ máy tổ chức đảng còn thấp, chưa được củng cố, chưa có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm một cách minh bạch. Vâng,
Với cách nói như vậy, đảng viên dưới quyền phải hiểu lưỡi dao dùng để thanh lọc nhân sự của ông Phạm Minh Chính vẫn còn đang được giấu trong người, đợi khi ngồi vào chiếc ghế, ông sẽ ra tay thẳng tay trừng phạt. Kỷ luật nhiều người chẳng vui vẻ gì, hay các đồng chí không phục thì tôi không vui vẻ gì. Cũng theo ông Chính, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, tiến hành từng bước, từng việc, kỹ lưỡng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thẩm định tiêu chuẩn nhân sự chính trị của Đại hội 13. Nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý đã huy động 8 cơ quan tham gia. Vẫn là lưỡi dao công tác xây dựng đảng. Ông Chính nói rằng qua 35 năm đổi mới, công tác xây dựng đảng đã có phần quan trọng để đất nước ta có cơ đồ, hay nói đúng hơn, ý của ông Chính là để đảng vững mạnh thì đảng phải thanh lọc, mặc dù thanh lọc các đồng chí tôi rất đau lòng. Rất khó phân biệt đồng chí phản bội đảng với những cái đồng chí phản bội sếp. Nhiều khi không chấp nhận cách làm của sếp nhưng thuộc hạ vẫn trung thành với đảng thì sao bây giờ? Sự mập mờ ấy rất dễ dẫn đến những kẻ có thủ đoạn chính trị cao dùng để thanh lọc nhân sự và cấp dưới. Ắt hẳn con người cao thủ như ông Phạm Minh Chính biết dùng chiêu này. Rồi ông nói tiếp, nhiệm kỳ 11 chúng ta quy định các cấp chính quyền tiếp dân, như cấp ủy, bí thư cấp ủy ít khi tiếp dân, thậm chí có nơi dân biểu tình kéo đến trụ sở tỉnh ủy, huyện ủy, các đồng chí có trách nhiệm còn báo cáo là thôi bí thư tỉnh ủy, huyện ủy đừng về nữa, dân đang bao vây. Ông Chính nêu, đồng thời cho rằng tình trạng này không chấp nhận được. Đây là hình ảnh về mức độ thâm hiểm Phạm Minh Chính vượt xa Nguyễn Phú Trọng. Những ngày cuối cùng với vai trò trưởng ban tổ chức trung ương, ông Phạm Minh Chính cũng lưu ý các đảng viên thuộc cấp cần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, nâng cao kiểm tra, giám sát, kỷ luật, thắt chặt mối quan hệ giữa đảng và nhân dân, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng và lãng phí. Lời nói này là thông điệp, lần nói này là lần nhắn gửi tới đảng viên thuộc cấp rằng với tư cách mới, ông Phạm Minh Chính sẽ làm gì để có một bộ máy chính phủ đồng nhất hơn và biết phục tùng. Bên ngoài thì làm bạn với Tập Cận Bình thân thiết, còn bên trong cầm cương hết mọi đảng viên thuộc cấp. Phạm Minh Chính có thể là một con người còn đáng sợ hơn cả Nguyễn Phú Trọng trong một tương lai không xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021 với bản tin tiếp theo mối làm ăn tỷ đô với ông Tập, Phạm Minh Chính lại vung kiếm dọa thượng cấp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi Thời báo .d cũng như YouTube Thời báo .d để được biết những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.